một tinh hoa công nghệ quốc phòng của quốc gia thực dụng bậc nhất lịch sử. Là mũi xung kích trong các nhiệm vụ tấn công, đe dọa và phô trương thực lực quân sự. Biểu tượng sức mạnh cho lực lượng lục quân đông đảo nhất thế giới, một thế lực đang trỗi dậy trên phạm vi toàn cầu. Đó chính xác là những gì mà người Trung Quốc kỳ vọng về dòng xe tăng Type 99A của lực lượng quân sự mạnh nhất châu Á. Thế nhưng, Trung Quốc không phải là quốc gia châu Á duy nhất có thể phát triển được xe tăng hiện đại khi hai đối thủ châu Á lớn nhất của họ trên thị trường vũ khí là Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang ráo riết chạy đua phát triển xe tăng trước các nguy cơ xung đột quân sự ngày càng hiện hữu trong khu vực. Liệu dòng xe tăng chủ lực mạnh nhất Trung Quốc còn xứng đáng với vị thế quân đội mạnh nhất châu Á hay không? Hãy cùng Kiến thức quân sự đi vào tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Quả thật, dù không phải là quốc gia châu Á đầu tiên phát triển xe tăng chủ lực, nhưng ngay từ những năm 1950, chỉ một năm sau khi Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người Trung Quốc đã đặc biệt chú trọng đến các chương trình phát triển xe tăng nội địa. Bất chấp tình hình quốc gia khi đó còn nhiều khó khăn và dòng xe tăng Type 59, phiên bản nội địa Trung Quốc của T-54 đã ra đời với hơn 10.000 chiếc được sản xuất, trở thành một trong những loại xe tăng được sử dụng nhiều nhất trên khắp thế giới. Kế theo sau đó là một loạt các mẫu xe tăng chủ lực được Trung Quốc phát triển dựa trên các công nghệ được học hỏi, sao chép từ nước ngoài như là Type 692 là phiên bản cải tiến từ Type 59 có sử dụng thêm công nghệ của dòng T-62 mà Trung Quốc có sở hữu sau xung đột với Liên Xô tại đảo Chân Bảo năm 1969. Type 80 được Tổng Công ty Sản xuất Vũ khí Nhà nước Trung Quốc Norinco đã phát triển với thân xe kiểu Hàn cùng độ dày phần mặt trước tháp tăng lên đến 250mm, pháo 150mm, Type 88 với hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới, Type 37A phát triển với sự hợp tác của hãng Marconi của Anh, Type 96, mẫu xe tăng định hình phong cách thiết kế của riêng Trung Quốc, đoạn tuyệt với các thế hệ xe tăng được thiết kế dựa trên các mẫu xe tăng của Nga, kèm hàng loạt công nghệ tối tân mới như giáp phức hợp, nhiều lớp, pháo nòng trơn 125mm, các khí tài nhìn đêm, máy vô tuyến điện sóng cực ngắn 889B, cự ly liên lạc 20-25km, hệ thống phòng hộ tập thể chống vũ khí NBC, thiết bị dập cháy tác động nhanh. Nhưng do những khó khăn về tài chính, một số chức năng chiến đấu của loại xe này cũng không được như mong muốn ban đầu. Cứ như vậy, phải đến năm 2011, sau khi trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, người Trung Quốc mới có thể tự tin đứng trong hàng ngũ của những quốc gia phát triển xe tăng hàng đầu thế giới với dòng xe tăng chủ lực Type 99A, trở thành dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng đến lúc này, sự xuất hiện của Type 99A trong quân đội Trung Quốc đã không kịp để đưa quốc gia này trở thành nước sở hữu lực lượng tăng thiết giáp hiện đại nhất châu Á, khi quốc gia láng giềng của họ là Hàn Quốc đã kịp cho ra mắt mẫu K2 Black Panther. Nhờ được phát triển trong nước dựa trên kinh nghiệm phát triển các dòng xe tăng trước đó nhằm phù hợp hơn với chiến trường số hóa trong thế kỷ 21. K2 với một loạt hệ thống quản lý chiến đấu tân tiến như hệ thống theo dõi, nạp đạn tự động, hệ thống tự vệ tích cực, hệ thống dẫn đường, bộ phận treo bán chủ động hay hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC được xem là một trong những dòng xe tăng chủ lực mạnh nhất thế giới hiện đại. Dòng xe tăng này không chỉ được quân đội Hàn Quốc tin dùng mà còn có tiềm năng xuất khẩu khi vào tháng 8 năm 2022, loại xe tăng trên đã chính thức được Ba Lan đặt mua. Nhưng thực ra không chỉ có Hàn Quốc, Nhật Bản dù là một quốc đảo bốn mặt giáp biển và lực lượng phòng vệ nước này không được quyền tham chiến tại nước ngoài, nhưng cũng không chịu bỏ qua lực lượng xe tăng. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, đến năm 2002, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Nhật Bản đã bắt đầu phát triển xe tăng thế hệ thứ tư Type 10 với hầu hết các thông tin bị hạn chế, thậm chí còn không xuất hiện trong hầu hết các triển lãm quốc phòng lớn. Vì vậy, đến tận bây giờ, tất cả những gì người ta biết về dòng xe tăng do xứ sở mặt trời mọc tự phát triển chỉ là một loại xe tăng được bọc loại giáp nano tinh thể thép siêu bền kết hợp với mô đun giáp gốm tổng hợp nên trọng lượng khá nhẹ, chỉ 40 tấn, có tốc độ tối đa 70 km/h,
Xe được trang bị pháo chính là loại Remington L44 120mm, được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Về phần Type 99A, xe mang trong mình trọng lượng tới 55 tấn, ngang với K2 Black Panther của Hàn Quốc, nhưng lại nặng hơn đáng kể so với dòng T90 của Nga. Phong cách thiết kế của Type 99A chịu ảnh hưởng đáng kể của các dòng xe tăng phương Tây, nhất là dòng xe tăng Leopard của Đức, cho tỷ lệ công suất trên khối lượng vượt trội so với dòng xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Theo đó, Type 99A được trang bị một động cơ 1.500 mã lực. Tương tự như diesel DV27K được trang bị trên xe K2 Black Panther của Hàn Quốc, cho phép xe liên tục cơ động lên tới 80 km/h trên địa hình bằng phẳng, và tầm hoạt động của xe cũng được nâng đến 600 km, vượt xa so với cả Type 10 của Nhật và K2 Black Panther. Tuy nhiên, khi nói về cải tiến đáng kể nhất giúp Type 99A có thể tạo ra lợi thế hỏa lực trước các đối thủ, phải kể đến hệ thống hỏa lực trên xe với pháo ZPT98 125mm, lớn hơn một chút so với pháo 120mm của hầu hết các dòng xe tăng chủ lực hiện đại trên thế giới. Đặc biệt, loại pháo nòng trơn này ngoài có thể bắn được các loại đạn đa dạng, từ đạn phân mảnh, đạn xuyên phá đến cả tên lửa chống tăng, tính năng không hề có trên các dòng xe phương Tây. Để khai thác hiệu quả hơn sức mạnh hỏa lực của hỏa lực chính, người Trung Quốc cũng tích hợp lên xe các hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, mà theo nhà sản xuất Norinco thì hệ thống này hoàn toàn đủ khả năng cho phép kíp lái theo dõi một cách chính xác các mục tiêu đang di chuyển và đứng yên, có khả năng chụp ảnh nhiệt, được trang bị cảm biến thời tiết, liên kết dữ liệu và tích hợp GPS. Tuy nhiên, nếu so sánh với Type 10 thì hệ thống liên lạc trên dòng xe tăng chủ lực Trung Quốc có phần lép vế hơn một chút khi không được tích hợp khả năng kết nối mạng không dây giữa các xe tăng với nhau, làm giảm đáng kể khả năng nhận thức chính xác tương quan địch ta trên chiến trường trong không gian hạn chế của xe tăng. Thêm nữa, cả Type 10 và K2 Black Panther đều có hệ thống treo thủy lực đặc biệt, cho phép kíp lái có thể tùy ý điều chỉnh độ cao, độ nghiêng của xe theo từng điều kiện sử dụng khác nhau, giúp xe dễ dàng ẩn thân trong địa hình rừng núi và cải thiện hơn nữa khả năng sống sót trên chiến trường. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo laser trên K2 Black Panther còn cho phép tháp pháo tự động quay thẳng vào mục tiêu khi bị ngắm bắn, giúp tăng khả năng sống sót và tiêu diệt đối phương ngay trước khi bị tấn công. Tiện lợi hơn rất nhiều so với Type 99A và Type 10 vốn chỉ có tác dụng cảnh báo đơn thuần. Mặc dù các hệ thống tinh vi này khiến giá thành của những mẫu xe tăng đến từ Hàn và Nhật trở nên cực kỳ đắt đỏ và không tạo nên sự khác biệt đáng kể đối với Type 99A nếu phải lâm vào các trận chiến quy mô lớn, nhịp độ chiến tranh cao, nhưng trong các tình huống chiến đấu đơn lẻ hoặc tấn công phục kích, những hệ thống điều khiển tinh vi trên hai đối thủ của Type 99A hoàn toàn có thể khiến dòng xe tăng đến từ Trung Quốc dễ bị tấn công phủ đầu do bị thua thiệt rất nhiều về khả năng thích ứng chiến trường, nhận biết tình huống và phối hợp linh hoạt. Có thể bạn chưa biết, trên chiến trường thực tế, nhất là tại các chiến trường quy mô lớn, những chiếc xe tăng luôn là mục tiêu cần ưu tiên tiêu diệt hàng đầu ở bất kỳ quân đội nào. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, chỉ cần lực lượng bộ binh tùng thiết, phương tiện hỗ trợ bị dàn mỏng hoặc phối hợp thiếu đồng bộ, những cỗ xe tăng cồng kềnh đắt đỏ ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt ngay khi chưa kịp thực hiện vai trò xung kích chiến trường. Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí chống tăng và lực lượng không quân, khả năng phòng thủ của những cỗ xe tăng ngày càng được nâng cấp, giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Riêng đối với Type 99A, người Trung Quốc không quên tăng cường cho xe một lớp giáp phòng thủ ERA. Bao bọc bên ngoài vỏ thép được bổ sung loại vật liệu composite tiên tiến có độ dày từ 1.000 đến 1.200mm, cùng với tháp pháo góc cạnh được gia cố bằng các tấm composite và lớp giáp module cách nhau. Sức chống đỡ của các tấm giáp phức hợp trên Type 99A tốt đến mức cho phép dòng xe tăng này có thể chịu được phát đạn xuyên động năng 3BM70 Vacuum 2, có khả năng xuyên thủng 800 đến 900mm RHA ở khoảng cách 2km, hoặc là đạn nổ lõm 3BK29M có uy lực tương tự được bắn từ pháo nòng trơn cỡ 125mm. Ngoài ra, xe tăng Type 99A cũng được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động GL55, kết hợp thiết bị laser JD3 hoặc ZM87, được thiết kế để gây nhiễu tên lửa dẫn đường bằng laser của đối phương. Theo đó, khi phát hiện có đối phương chiếu xạ laser vào xe tăng, hệ thống này sẽ tự động phát ra các chùm tia laser năng lượng thấp có phạm vi dưới 10km về phía mục tiêu. Mục tiêu có thể bị tấn công bằng các vũ khí dẫn hướng hoặc từ pháo tăng. Một tính năng độc nhất nhưng gây không ít tranh cãi của hệ thống này là có khả năng phát ra các chùm tia laser năng lượng cao
làm phá hủy hệ thống điện tử và gây mù tạm thời cho kẻ thù đang sử dụng hệ thống quang điện. Đặc biệt, lực lượng bộ binh Tùng Thiết cùng xe tăng Type 99 được khuyến cáo là không nhìn vào xe tăng khi hệ thống JD3 vì cũng có thể bị mù tạm thời nếu tia laser quét qua. Tuy nhiên, khi nhìn sang mẫu xe tăng đến từ Hàn Quốc, vỏ xe K2 Black Panther cũng không hề tỏ ra kém cạnh, thậm chí còn được cho là có phần nhỉnh hơn khi đủ sức chịu được chính đạn xuyên giáp 120mm trong cự ly cực gần được bắn từ chính chiếc K2 Black Panther khác trong cuộc thử nghiệm. Ngoài ra, các xe tăng K2 Black Panther cũng được trang bị hệ thống chiến đấu tích hợp ECS và mô đun vũ khí điều khiển từ xa Protector RWS. Nếu cần thiết, khách hàng mua xe K2 Black Panther cũng có thể yêu cầu nhà sản xuất Hyundai Rotem cung cấp một tổ hợp bảo vệ tích cực Hard Skill do Hàn Quốc phát triển, KAPS. Hoặc nếu họ không thích, họ cũng có thể tự lắp đặt các lớp phòng thủ xe tăng tốt nhất thế giới là APS, Iron Fist hoặc Trophy của Israel cho khả năng sống sót vượt trội so với Type 99A khi đối đầu với các loại tên lửa chống tăng hiện đại. Dù chỉ được trang bị lớp phòng thủ có phần yếu kém hơn so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, nhưng khi nhìn sang mẫu xe tăng Type 10 của Nhật, Type 99A lại tỏ ra đáng tin cậy hơn rất nhiều, nhất là khi sử dụng làm lực lượng xung kích chiến trường trên một địa hình bằng phẳng. Thật vậy, qua những gì được biết sau khi tiếp cận với những chiếc Type 10 của Nhật, các nhà phân tích quân sự đều cho rằng việc trang bị lớp giáp quá mỏng lên chiếc Type 10 dù khiến xe tăng nhẹ đi đáng kể, giúp hỗ trợ hết sức đắc lực cho xe tăng khi phải vượt qua các địa hình phức tạp, dễ dàng vận chuyển, giảm chi phí bảo dưỡng cho xe, nhưng lại khiến xe dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay. Đó là chưa tính đến các tình huống khi chiếc xe phải tham gia vào các trận đấu tăng. Lớp giáp mỏng manh trên Type 10 gần như không thể trụ được trước các phát bắn từ pháo tăng đối phương như đối với Type 99A. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là dòng xe tăng đến từ xứ sở mặt trời mọc lại lép vế hoàn toàn so với Type 99A trong các trận đánh quy ước. Đặc biệt khi sử dụng trong các trận địa phòng thủ sau chiến tuyến, bên sử dụng Type 10 vẫn có thể tận dụng được khả năng cơ động vượt địa hình của loại xe tăng này để liên tục chi viện hỏa lực chính xác, hỗ trợ các lực lượng chiến đấu phòng tuyến. Cũng như hai dòng xe tăng của Nhật và Hàn Quốc, Type 99A cũng chưa từng có cơ hội được thử lửa trên các chiến trường thực tế như các xe tăng đến từ các quốc gia NATO và Nga mà chỉ dừng lại ở các cuộc duyệt binh hoặc tập trận quy mô lớn. Đáng chú ý, hồi tháng 10 năm 2015, trong buổi trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV, ông Mao Minh, kỹ sư trường thiết kế Type 99A, cũng thừa nhận xe tăng này chưa đạt được trình độ tiên tiến của thế giới và còn chưa ổn định, đặc biệt là vấn đề động cơ. Theo ông Mao Minh, thì hầu hết các loại xe tăng hiện đại của thế giới chạy 240 đến 260 km thì mới long ốc vít, không đáng nguy hiểm. Còn Type 99A chưa đạt mức này nhưng đã bị rò rỉ dầu, các mối cắm bị lỏng. Được biết, vào hồi tháng 10 năm 2015, trong buổi trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV, ông Mao Minh nói rằng hồi năm 1999, xe tăng Type 99 đời đầu khi diễu hành đã bị lắm trục trặc như chảy nước và đèn không bật. Nhưng nghiêm trọng hơn là hồi chuẩn bị cho lễ duyệt binh hoành tráng vào ngày 3 tháng 9 năm 2015 ở Bắc Kinh, loại tăng cải tiến Type 99A trong 5 lần thao dượt thì lần 1 và lần 5 đều gặp trục trặc kỹ thuật. Trong đó lần 1, chiếc tăng Type 99A số 12 bỗng báo động cấp 3 khiến động cơ ngừng hoạt động, lý do là lỗi ở hệ thống báo động. Lần thao diễn thứ 5, chiếc tăng Type 99A số 216 bỗng dưng ngừng chạy vì hư hỏng bộ chuyển động. Theo một số liệu thống kê của CCTV, loại tăng Type 99A có số lần trục trặc kỹ thuật cao nhất với 210 trường hợp, so với xe lội nước ZLT-9 Lama là 108 trường hợp, xe bọc thép chở quân chiến đấu BMP-04A là 75 trường hợp. Thậm chí trong hội đấu xe tăng quốc tế ở Nga năm 2014 và 2015, Trung Quốc còn không đưa xe tăng Type 99A sang mà chỉ dùng loại Type 96 và loại xe này khi thi đấu cũng liên tục gặp trục trặc. Bất chấp những điểm chưa hoàn thiện, xe tăng Type 99A vẫn được quân đội Trung Quốc xem là loại xe tăng mạnh nhất, là một niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Trong thời gian gần đây, Type 99A cũng đang được Trung Quốc tích cực triển khai đến các vùng biên giới, nhất là các điểm nóng giữa Trung Quốc với Pakistan và Ấn Độ. Đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga, quốc gia hàng đầu trên thế giới về phát triển xe tăng chủ lực, đang mạnh nhất từ trước đến nay và đang ngày càng bền chặt hơn. Theo lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Type 99A hứa hẹn sẽ ngày càng được hoàn thiện về độ tin cậy cũng như khả năng chiến đấu, đưa nước này đến gần hơn với tham vọng trở thành một siêu cường quân sự mới với tiềm lực công nghiệp quốc phòng vượt trội.